Đây là cái bưng biển các bạn, ngay chỗ đó là cái kênh, một cái kênh dạp đôi ma đó, đôi ma sao dạp cỏ đó đông lắm. Mình đang ở xã Long Sơn, Cần Đước, cái quê hương của Long An cháu yêu Quỳnh Văn Dũng. Rồi có cái máy 60 có qua đây cắt phụ.
sâu quá là bắt đầu nó ướt. Thấy không? Vất vả cắt lúa sập cặp nước hai con 60-70 người. Tí vậy các anh sáu mươi hết trên là sót lúa chứ không có bay lúa ra đâu. Trời ơi cái ông này ông ngàn nữa nè, đậu nữa kìa, đó đó 60 thấy không có nè. Mát xíu các bạn. Giờ 10 giờ nắng quá trời rồi. Thank you.
đám bên kia lúa đứng dễ chích cá hơn, đám này rơm rạ không, đâu có thấy được chích. Chích cá, chích cái lóc con cái nọ. Chào các bạn.